khi mà mình nghe được một cái câu nói của thầy Ojas trong buổi Zoom trước chương trình ấy, thầy có nói một câu là bạn cứ nghĩ là bạn muốn trở về với cả thiên nhiên, bởi vì bạn đang thiếu cái việc là dành thời gian cho bản thân mình. Tuy nhiên thiên nhiên ấy, nature, thiên nhiên nó nằm ở trong chính bản thân bạn. Và cái việc mà mình, nếu như mà bạn ở trong thành phố, bạn quá bận rộn mà bạn cảm thấy không vui, bạn nghĩ là mình cần phải quay về với thiên nhiên, chứng tỏ là bạn đang bị mất kết nối với chính cái tính chất tự nhiên ở trong con người mình. Và chỉ từ cái câu nói đấy thôi, mình đã quyết định chắc chắn 100% là mình phải tham gia cái chuyến đi này. Khi mà đến với cả chuyến đi thì qua rất là nhiều những cái trải nghiệm, mình đã được làm những thứ mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình được làm, thực sự làm. Với cả cái chuyến đi này thì thầy Ojas, cái phương pháp của thầy là không có nói lý thuyết, mà quan trọng nhất là để cho mỗi một người ấy, tự trải nghiệm, trải qua những cái khó khăn về và đối diện với những cái khó khăn thử thách vật lý mà có thể là khắc nghiệt nhất, để cho mỗi một người qua những cái khó khăn đấy tự rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Và cái bài học đấy, do nó là trải nghiệm thực tế của mỗi cá nhân nên nó sẽ được ghi nhớ vào trong tiềm thức, chứ nó không phải chỉ là lý thuyết mà mình nghe một người nào đấy nói rất là hay, lúc đấy mình có thể gật gù ừ hay lắm, nhưng mình khi mà mình quay trở về những cái khó khăn trong thực tế, quay trở về cuộc sống thực tế, mình có thể quên mất hoặc là mình không áp dụng được. Nhưng với những cái trải nghiệm vô cùng thực tế, những cái người tham dự được quay về với cả thiên nhiên và đẩy bản thân mình tới những cái giới hạn mà mình nghĩ là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mình có thể làm được, nhưng mà khi mà mình vượt qua được nó thì giống như là mình tìm thấy được tự do, tìm thấy được con người mới. Và sau chương trình ấy, thì mình cũng nói với cả thầy Ojas là giống như là mình được quay trở về tuổi thơ, mà thậm chí là mình còn cảm thấy được là mình được sống hơn cả tuổi thơ, và thực sự mình được trở thành một đứa trẻ. Cái điểm mà sẽ làm cho con người có thể phát triển một cách lành mạnh là mình cần phải có được cái sự thấu hiểu, tìm vào bên trong của mình. Mình phải thực sự hiểu được bản thân mình và có được cái hạnh phúc thì lúc đó mình mới làm chủ được cuộc sống của mình. Những cái đó thì máy móc không thể nào có thể làm được và thay thế được cho con người. Còn cộng đồng thì nó là một cái sức mạnh mà mình cảm nhận thấy rất là rõ ràng trong chuyến retreat lần này. Vì không phải mình chỉ học từ thầy Ojas, mà mỗi cái tương tác, mỗi một cái câu chuyện mà các anh chị em trong đoàn cùng chia sẻ, nó cho mình một cái gợi nhắc, cho mình một cái bài học riêng. Và mình đã thực sự là khóc khi trong một cái trải nghiệm mà bọn mình cùng với nhau nhảy xuống dòng sông, cùng với nhau tắm sông vào lúc giữa đêm khuya. Mình đã, trước khi tham gia chương trình, mình không nghĩ là chắc chắn là mình sẽ không bao giờ làm những cái trải nghiệm như vậy. Nhưng khi mà bọn mình cùng với nhau nhảy xuống dòng sông đó, xếp thành vòng tròn và ôm nhau, và khi các chị em cùng nói là I love you, tôi yêu bạn, thì lúc đấy mình đã khóc. Bởi vì là mình cảm nhận được một cái sự kết nối rất là lớn của một cái gia đình lớn hơn, rộng lớn hơn. Mình rất là cảm ơn và rất là mong là sẽ có nhiều hơn nữa những cái hoạt động và những cái cộng đồng tỉnh thức như thế này ở khắp nơi trên thế giới, để cho nhiều hơn nữa gia đình này, mỗi một gia đình, mỗi một doanh nghiệp, mỗi một tổ chức, hay là mỗi một đứa trẻ sẽ được sinh ra có được những cái giá trị tỉnh thức, để mỗi một người sẽ có thể tiết kiệm được thời gian của chính mình, để có thể sống được trọn vẹn mỗi ngày, mỗi từng phút giây một. Mình rất là cảm ơn Diviner và cảm ơn thầy Ojas rất là nhiều.